anh về rồi đấy à. Ăn cơm luôn không đói anh nhé. Nhiều việc lắm hả anh? Anh làm vừa thôi, kẻo ốm đó. Không sao đâu, em ăn đi. Anh mệt, anh đi nằm đã. Alo. Dạ, dạ, em ra ngay đây ạ. Giờ này còn đi đâu nữa đây? Anh Hùng. À, Quân à, anh đi sớm thế. À, ừ, đi sớm cho khỏi tắc đường. Hôm nay cậu đi khu vực nào? Em đi khu vực ngoại thành. Nhường anh khu trung tâm cho quen việc đã nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi chắc phải mất thời gian nữa mới quen được. Anh nói thế chứ em thấy anh xử lý nhanh lắm. Mấy thằng trong tổ còn bảo anh có dáng xếp nữa. Cậu lên trước đi, tôi đi mua gì ăn đã. Dạ. Về thôi Quyên ơi, làm vừa thôi, độ này xanh lắm đấy. Ừ nhỉ, mãi quá suýt nữa quên. Cậu về trước đi, tớ lấy đồ rồi đi sao. Cậu cứ để đấy cho tôi. À, bác ký giúp cháu vào đây ạ. Cảm ơn cậu nha. Em à, em xong việc chưa? Một lát nữa anh qua đón em nhé. Hôm nay em về muộn lắm, anh cứ về trước đi. Ừ, anh biết rồi. Anh chờ em lâu không? Chờ em bao lâu cũng được. Hôm nay mình đi ăn nhà hàng nhé. Hôm nay em về muộn lắm, anh cứ về trước đi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách. Làm gì mà phải tắt máy chứ. Ôi, anh làm em hết hồn. Làm gì khuất tất hay sao mà hết hồn. Anh ăn gì chưa mà ngồi uống rượu thế. Ăn rồi. Em mới lấy tiền làm thêm. Anh cầm gộp vào sổ tiết kiệm của hai vợ chồng giúp em nhé. Ấy chà, có 2 tiếng vào nhà hàng mà cô kiếm được ngần này cơ à. Hậu hĩnh quá nhỉ. Anh đang nói cái gì thế? Anh theo dõi em đấy à? Cô đang đi lại với ai phải không? Giỏi giang giàu có cỡ nào mà khiến cô siêu lòng vậy? Hơn cả thằng Hùng này cơ à. Anh cứ thôi đi không. Anh không hiểu gì thì đừng nói em như vậy. Cô mang hết ra đây. Tiền hay trang sức hay nước hoa, người ta cho cô những gì, cô còn giấu tôi những gì nữa. Anh đừng có đụng vào tài liệu của em. Không hết bây giờ. Tài liệu à? Cô đừng hòng che mắt tôi. Đưa đây tôi xem. Đưa đây. Đủ rồi đó. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Công nợ cả tuần làm thêm của em bị anh làm hỏng rồi đây này. Em thích về muộn sao? Em làm muộn, nhận làm kế toán ngoài giờ cho nhà hàng là vì ai anh biết không? Vì em không muốn anh phải vất vả và phơi mặt đi giao hàng. Em nói gì? Em biết từ bao giờ? Sao em không nói gì? Sao em... Anh là người sĩ diện. Nếu muốn anh đã nói với em rồi. Em thương anh vất vả, thế mà anh... Quyên à, anh... Anh thật sự xin lỗi em. Vì anh mà em phải vất vả. Vậy mà anh còn không hiểu, còn làm khổ em nữa. Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe gì cả. Em đi đây. Em định đi đâu? Em định bỏ anh à? Anh không cho em đi đâu cả. Anh đúng là có vậy thôi mà đã rối cả lên. Em đi giặt bộ đồ bảo hộ bí mật của anh chứ đi đâu. Mấy tháng nay anh cứ mặc xong lại giấu dưới đáy tủ. Chắc là nó bốc mùi lên rồi. Từ giờ không được giấu em điều gì nữa nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ở bên anh. Anh biết rồi. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Lựa chọn cuối cùng. Em sẽ mặc một chiếc váy này vào ngày cưới của chúng ta. Anh vẫn đủ sức mua cho em một bộ váy cưới thật đẹp cơ mà. Dù sao bố mẹ em cũng không còn. Bên nhà anh lại không đồng ý với hôn sự này. Hôn lễ của chúng ta cũng chỉ có mỗi anh và em. Ăn mặc đơn giản một chút cũng không sao. Cuộc sống sau này còn chưa biết thế nào mà. Mẹ anh luôn định kiến về trẻ mồ côi, nên lúc nào cũng nghĩ xấu về em. Giá như bà ấy biết em là cô gái tốt bụng, đơn thuần thế nào.
Cuối cùng hồ sơ chuyển viện cho bố cháu đã hoàn tất. Cảm ơn bác nhiều năm qua đã tận tình giúp đỡ hai bố con cháu. Cháu xin phép về đây ạ. Đưa bố vào viện dưỡng lão, hy vọng cháu sẽ không phải hối hận về quyết định của mình. Bác cũng biết cháu sắp kết hôn rồi mà. Gia đình nhà chồng vốn đã không ưng cháu. Nếu để chồng sắp cưới biết cháu có một người bố bị liệt hoàn toàn, cháu chỉ sợ 10 năm khổ cực là quá đủ rồi. Giờ cháu cũng có quyền được hạnh phúc. Cậu ấy đã đến muộn 2 tiếng rồi. Con đã thử gọi cho chồng sắp cưới của con chưa? Dạ con gọi rồi, nhưng không thấy anh ấy bắt máy. Cô đến bệnh viện ngay đi, thằng Lâm nó đang bị tai nạn giao thông rồi. Bác nói thật không bác? Sao có thể? Anh Lâm, sao lại thế này? Bác sĩ nói có thể nó phải nằm cả đời như thế này. Ôi con trai tôi, tương lai đang sáng lạn, giờ thì... Ông trời ơi, ông đang trừng phạt con ư? Sao số con lại khổ thế này? Trước kia bác luôn nghĩ cháu là đứa thực dụng, yêu Lâm chỉ vì tiền. Bác thật sự xin lỗi. Dù sao cháu với Lâm cũng hẹn ước với nhau rồi. Nếu cháu không quá câu nệ chuyện lễ cưới thì từ nay cứ xem gia đình bác như người nhà. Bác nghĩ Lâm sẽ hạnh phúc lắm khi có cháu bên cạnh. Anh không thấy hối tiếc khi từ bỏ cuộc sống giàu có để ở trong căn phòng nhỏ này với em sao? Cuộc sống mới này nhiều lúc thực sự khiến anh thấy khó khăn. Nhưng việc rời xa em có lẽ là một việc cả đời anh không làm được. Anh yên tâm, dù có thế nào em cũng sẽ không rời xa anh đâu. Bác không ngờ chuyện này lại xảy ra với cháu. Bác thật sự rất tiếc. Không sao đâu ạ, dù gì cháu cũng đã quen với việc chăm sóc người bị liệt rồi. Vậy là cháu quyết định ở vậy chăm sóc cậu ta cả đời. Vâng ạ, cháu thật sự rất yêu anh ấy. Tình yêu đúng là điều kỳ diệu nhỉ. Nó khiến cháu quên rằng bản thân đã từng mệt mỏi, khổ cực như thế nào trong suốt 10 năm chăm sóc người bố bị liệt của mình. Bỏ rơi bố mình để chăm sóc một người xa lạ. Cháu đang nghĩ gì vậy Vi? Bác thật thất vọng về cháu. Cháu hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngay đến cả bố ruột, cháu cũng không thể kiên cường đến cùng. Liệu đối với cậu ta, cháu sẽ cố gắng được bao lâu? Gần đây, ông cụ có biểu hiện chán ăn, mất ngủ. Cụ cũng có vẻ trầm tính hơn hẳn hồi mới vào. Vậy ư, để em vào xem thế nào đã. Con xin lỗi, vì giờ con mới quay lại thăm bố. Đến giờ ăn rồi, để con đút cháo cho bố nhé. Tuổi thơ của tôi gắn liền với việc chăm sóc người bố bị liệt do tai biến. Bác sĩ nói rằng ông sẽ mãi sống với tâm trí của một đứa trẻ. Vì lo cho bố, tôi gần như không còn thời gian dành cho mình. Tôi phải gạt bỏ nhiều sở thích của bản thân, từ bỏ nhiều cơ hội tốt đến với mình. Thôi nào bố, công việc của con đang lu bu, lại thêm bố nữa, con mệt mỏi lắm rồi. Trong suốt 10 năm qua, dù có thương bố đến thế nào thì cũng có những lúc tôi thực sự muốn buông tay. Vì bố đang gọi tên con sao? Vì con xin lỗi bố, con là đứa không ra gì. Sao con lại có thể để bố một mình ở đây chứ? Tất cả là lỗi của con. Trước kia em tin mình có thể mãi mãi bên anh dù có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ em biết mình không thể. Anh còn có gia đình của anh, nhưng bố chỉ có mình em thôi. Từ bây giờ em muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bố. Em xin lỗi vì không thể đợi anh tỉnh lại rồi mới đi. Em sợ đến lúc đó anh sẽ níu giữ em. 5 năm sau. Lâu nay cháu có nghe ngóng thông tin gì về cậu Lâm không? Cháu đã bỏ rơi anh Lâm lúc anh ấy khó khăn nhất. Chỉ nghĩ đến anh ấy thôi cũng khiến cháu thấy đau lòng. Cháu đâu dám nghe ngóng thông tin gì về anh ấy. Giờ cháu chỉ muốn cùng bố sống những tháng ngày vui vẻ. Cháu cũng đừng tự trách mình quá. Không có sự lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Chỉ có lựa chọn tốt nhất tại thời điểm đưa ra quyết định thôi. Chiếc đồng hồ mạ vàng.
Ông ơi, ở trường cháu đang phát động phong trào quyên góp cho các bạn ở nơi miền núi khó khăn. Ông nghĩ cháu nên góp cái gì? Cháu có thể chia sẻ cho các bạn một trong số những quần áo và đồ chơi của mình. Khi nhận được món quà ấy, các bạn chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng nhà mình chẳng có gì cả, quần áo của cháu cũng đã cũ rách hết cả rồi. À, ông có ý này, chắc chắn nhà trường sẽ cần tới những chiếc thùng cát tông để đóng gói đồ từ thiện. Ông sẽ xin ông chủ bán rẻ cho một ít để mang tới trường cho thầy cô và các bạn nhé. Thật à? Hoan hô ông, hoan hô ông. Để cháu giúp ông làm nốt việc ngày hôm nay nhé. Chào hai ông cháu. Em chào thầy ạ. Thầy ơi, đây là ông em. Ông chở những thùng ông đóng đến để nhà trường đóng gói đồ ủng hộ. Cảm ơn ông rất nhiều. Đúng là nhà trường rất cần những chiếc thùng như thế này đấy ạ. Tôi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một chút đóng góp công sức nhỏ nhỏ thôi. Mà khu tập kết đồ ở đâu để tôi bê vào? Ngay cạnh đây thôi ạ. Để cháu giúp ông một tay nữa. Chết rồi, không biết đồng hồ của ông rơi đâu mà giờ chẳng thấy. Chết rồi, ông đản trí quá. Không biết có rơi ở trường cháu không nữa. Hay để cháu quay lại trường tìm cho ông nhé. Thôi, quay lại tìm cũng mất công thôi cháu. Lúc đó có rất nhiều người, có thể ai đó đã nhặt được. Nhưng chiếc đồng hồ mạ vàng ấy là kỷ vật của bà để lại. Nó có ý nghĩa rất lớn với ông mà. Thôi, không sao đâu cháu. Ở xưởng còn một cái đồng hồ treo tường đã vỡ, nhưng vẫn có thể dùng tạm được. Chán thật, mình đã bỏ công ra làm giúp người khác, vậy mà cuối cùng lại bị mất đồ thế này đây. Giờ thì chẳng ai giúp mình cả, trong khi nhà mình cũng nghèo túng. Thôi nào cu Bi, là cho ông sơ suất thôi mà. Ông chỉ tiếc là cái đồng hồ cũ như thế, không biết ai có dùng nó nữa không. Thật là phí nhỉ. Một thời gian sau. Mãi làm quá, đã đến giờ trưa rồi. Tội nghiệp ông vẫn chưa có tiền mua một chiếc đồng hồ mới. Tất cả là vì mình. Tại sao mình lại nhờ ông đóng thùng quyên góp chứ? Kính thưa các vị phụ huynh cùng các em học sinh thân mến, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy hiệu trưởng trường Hoa Bang đã lặn lội từ nơi miền núi xa xôi hẻo lánh tới đây để gửi lời cảm ơn tới trường ta về phong trào từ thiện. Trường chúng tôi là một trường nhỏ thuộc một huyện miền núi xa xôi hẻo lánh, quanh năm thiếu thốn, điều kiện vô cùng khó khăn. Những đồ dùng các em gửi tới quả thật là một món quà quý giá với các em học sinh trong trường. Nhân tiện đây, cũng cho tôi gửi lời cảm ơn vì chiếc đồng hồ các bạn đã gửi cho tôi lần trước. Ở chỗ chúng tôi, điều kiện khó khăn nên thật khó để tìm mua một chiếc đồng hồ. Từ các thùng quần áo các em gửi đến và khi mở ra, thật ngạc nhiên tôi thấy một chiếc đồng hồ đeo tay được mạ vàng và chạm trổ rất đẹp. Đúng là đồng hồ của ông rồi. Do không có đồng hồ nên tôi cũng rất bất tiện mỗi lần giảng bài cho các em học sinh. Nhiều khi còn không phân bổ được thời gian hợp lý cho mỗi tiết dạy. Thật là may sao ai đó đã quyên góp chiếc đồng hồ này. Tuy nó đã cũ nhưng xem giờ còn chuẩn xác lắm. Thật là một món quà quý giá đối với tôi. Thế là chiếc đồng hồ của ông trở thành một món quà đặc biệt rồi ông nhỉ? Tạo hóa đã nhờ cậy ông một việc đặc biệt, theo cách đặc biệt nhất.
cháu thấy không, đôi khi những sự việc không may xảy ra, nhưng cũng có thể nó được sắp đặt để xảy ra như vậy. Sắp đặt một cách có ý nghĩa như vậy đấy. Phiên trực Tết. Sắp Tết nhộn nhịp quá rồi đấy. Về quê ăn Tết với thầy U thôi. Hình như năm nay anh phải trực giao thừa đấy, không về sớm được đâu. Đã có danh sách rồi à? Sao, cô xin trực thay đồng nghiệp ngày 30 à? Dạ vâng ạ. Em nghĩ kỹ chưa? Có ai tự nguyện xin trực giao thừa như em hả Thanh? Sếp cứ đồng ý đi ạ. Em có lý do của mình. Vậy tùy em. Nhưng năm nay sẽ có một chuyên đề đặc biệt cần lên bài đúng giao thừa đấy. Chuyên đề gì vậy sếp? Tết vội. Dạ, sếp bảo sao? Cô sẽ phải tới sân bay để thực hiện phóng sự về câu chuyện của những người vội vã đáp chuyến bay cuối cùng về bên gia đình. Thật hả, sếp? Cô đã nhận trực Tết ở tòa soạn. Hãy cố gắng làm tốt chùm phóng sự này nhé. Nó rất quan trọng đấy. Vâng, thưa sếp. Nhưng nên phỏng vấn hành khách ở cửa đến hay cửa đi ạ? Cái đấy tùy cô. Làm sao tốt nhất là được rồi. Đề tài gì khó vậy? Mẹ, Tết này con phải trực ở tòa soạn nên không về được. Sao vậy con? Năm nào con cũng phải trực Tết thế. Năm ngoái đã không về, năm nay công ty phải sắp xếp người khác chứ con. Mẹ à, công việc mà. Con cũng đang phấn đấu để lên chức chủ mục. Phải chịu khó chút chứ biết sao được mẹ. Thế thôi vậy. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Lúc nào xong việc thì về nhà. Ba mẹ lúc nào cũng chờ con nha Thanh. Dù gì thì mình cũng đâu muốn vậy. Chào anh chị, tôi là phóng viên báo Ngày Mới. Xin phép được phỏng vấn anh chị vài câu ạ. Vâng, cô cứ hỏi đi. Tại sao anh chị lại có mặt ở sân bay vào lúc này, khi giao thừa đã cận kề vậy? Bởi vì tới phút chót, chúng tôi mới thống nhất được phương án ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại. À, ra là thế. Vậy, bây giờ anh chị sẽ về nhà nội hay nhà ngoại? Về bà ngoại đó cô, ba mẹ con cãi nhau hoài về chuyện này. Vâng, cảm ơn anh chị và cháu. Xin phép cho tôi chụp một bức ảnh của gia đình nè. 2, 3, now! Xin lỗi, làm phiền ông cho cháu hỏi một chút được không ạ? Cháu cứ nói đi. Dạ, cháu là phóng viên của báo Ngày Mới ạ. Cháu đang ghi chép lại câu chuyện của những người về nhà ăn Tết muộn trong đêm giao thừa. Cháu, hình như ông không được khỏe phải không ạ? Nội tôi đã bị tai biến 2 lần. Sức khỏe của nội rất yếu. Vậy, lý do nào khiến hai ông cháu lại bay chuyến bay muộn này giữa lúc giao thừa ạ? Vì ông nhớ quê hương. Nội của mình định cư ở nước ngoài. Lần này định về Việt Nam ăn Tết thì lại bị tai biến nên gia đình mình ngăn lại. Vậy hai ông cháu vẫn quyết tâm về. Không dễ gì để ông được lên máy bay. Vé mua sát giờ nên chỉ còn 2 suất. Mình là bác sĩ nên cả nhà đã thống nhất để mình đi cùng ông. Cảm ơn con. Chỉ cần nội vui thôi. Nội vui là nội sẽ nhanh khỏe mà. Không biết ông còn được đón mấy cái Tết nữa. Có thể đây là cái Tết cuối cùng. Ông muốn được đón Tết ở nơi chôn nhau cắt rốn này. Dạ, hai ông cháu cho con xin một kiểu ảnh ạ. Sao ai cũng nhất định về nhà ăn Tết vậy trời. Ôi ngoan, ngoan, đến đi mẹ thương. Mình sắp được về nhà rồi con. Em bé còn nhỏ quá. Sao anh nhà không đi cùng chị ạ? Vì tôi là mẹ đơn thân mà. Tôi xin lỗi. Không sao. Những người mà tôi yêu thương nhất và làm tổn thương nhất là cha mẹ đã tha thứ cho tôi, thì miệng lưỡi người đời tôi cũng không ngại. Vậy chị và bé đáp chuyến bay nào? Đúng rồi, tôi về ăn Tết với ba mẹ. Tất cả mọi người đều vượt qua những khó khăn, muộn phiền để về nhà đoàn tụ. Còn mình... Mẹ, con xin lỗi.
Thật ra, vì mệt mỏi với câu hỏi bao giờ lấy chồng của những người xung quanh nên con không muốn về quê ăn Tết. Con sai rồi, bố mẹ chờ con nhé. Phiên trực của Kai. Cấp cứu, thanh niên khoảng 17 tuổi va vào ô tô khi chạy trốn, đầu bị chấn thương nặng. Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi? Bệnh nhân hiện đang hôn mê, suy hô hấp, huyết áp không đo được thưa bác sĩ. Đặt nội khí quản, tiêm Mantitol 20%, 250ml cho bệnh nhân làm xét nghiệm và chụp MRI sọ não. Rõ, chuẩn bị phòng chụp gấp. Hôm nay không có nhiều người chết lắm, ca làm việc hôm nay chắc là đỡ vất vả hơn rồi. Hy vọng là thế, người nhà đã đến đủ cả rồi phải không? Vâng thưa ngài. Thằng Bảo thật không may, nó lại gặp tai nạn giao thông giống như chúng ta. Ôi, nó ăn trộm lao vào xe người ta đấy, ba mẹ buồn làm gì? Thằng Bảo đến đây đoàn tụ với chúng ta có khi lại hay. Câu đó mà con cũng nói ra được hả? Con có phải là anh trai của nó không? Chính vì anh nó nên con mới nói như vậy. Từ hồi chúng ta chết đi, thằng Bảo sống như thế nào chứ? Trở thành giang hồ đầu đường xó chợ. Thôi đi, thằng Bảo sắp đến rồi, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để đón nó. Đừng nói mấy chuyện không cần thiết nữa. Xin mời người nhà của Trần Chí Bảo ra cửa chờ. Đây chính là cửa sinh tử sao? Xin chào. Chào mừng cậu đã đến cổng sinh tử. Chào ông. Ông là... Tôi là người quản lý của cửa sinh tử. Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu những việc cần làm tiếp theo. Trước hết, trợ lý của tôi sẽ đưa cậu vào trong để gặp người thân. Mời cậu đi theo lối kia. Cảm ơn ngài. Bảo! Bảo ơi! Bảo ơi! Bảo, cuối cùng em đã đến rồi. Anh, lâu quá rồi. Cảm giác này kỳ lạ quá. Lúc trước em thấy anh cao lớn lắm. Bao nhiêu năm rồi còn gì, ngày đó em còn bé xíu mà. Bảo ơi, ba mẹ nhớ con nhiều lắm. Ba mẹ xin lỗi đã bỏ con đi như vậy. Ba, mẹ, con vất vả lắm phải không? Con trai tội nghiệp của mẹ. Thôi, gặp lại con rồi, bà phải vui lên mới phải chứ. Bà có mang bánh đi cho con ăn cơ mà. À, phải, phải rồi. Mẹ làm bánh cho con ăn đây. Bánh khoai mà con vẫn thích đấy. Con cảm ơn mẹ. Sao thế này? Thằng Bảo đâu mất rồi? Cậu ta đột ngột biến mất ư? Sao lại xảy ra việc này được nhỉ? Thưa ngài, tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy cậu ấy đâu cả. Ba mẹ ơi! Bảo à, con đi đâu thế? Con làm ba mẹ lo quá. Con cũng không rõ. Con có cảm giác bị lôi đi, không thể cưỡng lại được. Mình đi thôi. Anh có cái này hay lắm, muốn chỉ cho em xem. Lại biến mất rồi. Con thề là con không làm gì đâu nhé. Thế này là thế nào nhỉ? Cậu ta định đùa chúng ta chắc. Có chuyện gì đó đang xảy ra, tôi phải đi điều tra mới được. Anh hãy ở lại đây sắp xếp công việc nhé. Vâng, thưa ngài. Cứ tưởng hôm nay nhàn nhã, ai dè lại rắc rối thế này. Nhịp tim của cậu ấy yếu quá, chúng ta sắp mất cậu ấy rồi. Chuẩn bị máy kích tim. Cố lên, cậu còn trẻ, còn cả tương lai dài phía trước. Thì ra, chính vị bác sĩ này đang giành giật cậu ta khỏi cõi chết. Thật như vậy sao? Bác sĩ ấy vẫn đang làm mọi cách để cứu thằng Bảo. Đúng vậy, những người đó vẫn đang cố cứu cậu ấy. Đó là lý do vì sao cậu ấy cứ xuất hiện ở đây rồi lại biến mất. Nếu vậy, con trai tôi vẫn có cơ hội được sống lại phải không? Có thể nói như thế, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào ý muốn của cậu Bảo nữa. Theo như tôi được biết, cậu Bảo đã có một cuộc sống rất khổ cực, không được ai yêu thương, coi trọng. Vì thế, khi gặp lại các vị, cậu ấy vốn không có ý định sống lại nữa. Ba mẹ ơi, con không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Là như thế thật sao? Bảo à, lỗi là tại ba mẹ. Ba mẹ ra đi quá sớm, để lại một mình con phải bươn chải với cuộc đời, khiến con mất niềm tin vào cuộc sống. Không sao, con cũng không thiết sống nữa. Từ giờ chúng ta sẽ đoàn tụ. Bảo à, cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng để con trải nghiệm. Con sẽ tìm được người yêu thương con, xây dựng hạnh phúc của riêng con. Làm gì còn ai yêu thương con ngoài ba mẹ ra?
ai cũng coi con là kẻ bỏ đi. Con hãy nghĩ đến bác sĩ đó đi. Dù biết là con là giang hồ trộm cướp, nhưng ngay lúc này ông ấy vẫn không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để cứu con. Con... Cuộc sống vẫn luôn có những người có trái tim ấm áp như vậy. Chỉ cần con sẵn sàng sửa đổi, yêu thương mọi người thôi. Nghe nói ở đó bây giờ ra nhiều game mới hấp dẫn lắm. Em vẫn còn nhiều cơ hội để chơi. Thích thế còn gì? Ba, mẹ, anh... Thành công rồi, cứu được cậu ấy rồi. Cuối cùng cũng xong. Một ngày làm việc thật vất vả, nhưng cũng thật ý nghĩa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.